tụi mình cùng xem chiếc giá chính này nha, giá chính Venom đấy. Đây là giá chính Venom, nhìn ngầu không? Kiểu là một con quái vật vậy á. Đây, và trên xe là hai người đẹp. Trên xe là hai người đẹp, mọi người mình cùng xem ha, ngày hôm nay nó sẽ như thế nào nha.
đè cô được. Ví dụ ra đường rộng vắng, cô thử coi cô này to cỡ nào. Đèn đây người ta giật mình, với lại kiểu bị ảnh hưởng tới cái sự gọi là giải trí của người khác. Đèn ở đây thì gọi là mất lịch sự đó, không nên. Trong thành phố thì nó đỡ mỏi hơn là đi dòng suburb. Đi suburb à, đúng rồi. Chắc nay trời mưa á nên không có. Mà hầu như chị thấy mấy hội winner với lại viral nhiều. Mô tô thì ít lắm. Với lại mô tô mùa này đi ra đường nóng mệt lắm. Một dòng nữa hả? Minh đâu, hỏi Minh coi một dòng nữa hả? Xíu bạn ơi, cúi xuống xíu, đưa mặt kề sát vô nhau tí.